Sáng ngày 24 tháng 8 năm 2017, tại khách sạn 5 sao sang trọng bậc nhất Hà Thành Intercontinental đã diễn ra hội thảo Sales Marketing làm sao để spa thành công do công ty trách nhiệm hữu hạn quốc tế tại các Á phối hợp với nhãn hàng Trendaxen tổ chức. Hội thảo đã thu hút hàng trăm chủ spa bất chấp thời tiết mưa bão. Các chủ spa đã đến đây từ rất sớm để gặp gỡ và giao lưu với các chuyên gia trong ngành. Các chị em chủ spa tỏ ra rất phấn khởi khi được trao đổi những kinh nghiệm làm đẹp với nhau và với các chuyên gia trong ngành. Hội thảo Sales Marketing Spa bắt đầu với sự tham gia của hàng trăm chị em chủ spa trong khu vực miền Bắc. Trong hội thảo, các chị em chủ spa đã mang về cho mình những nền tảng để tạo nên một spa thành công một cách cụ thể và thực tế. Xác định được loại hình kinh doanh spa của mình thuộc loại hình gì? Bên cạnh đó, trong hội thảo, các chị em chủ spa cũng biết cách phát triển spa của mình bằng cách sử dụng công cụ marketing spa như thế nào để hiệu quả. Trong buổi hội thảo, các chị em chủ spa đã chia sẻ những cảm nghĩ của mình. Con đường đến thành công không trải hoa hồng, học chưa bao giờ là đủ. Trendaxen Việt Nam, con đường đến thành công. Bí quyết trẻ mãi. Cảm ơn công ty Đại Cát Á đã chia sẻ những kinh nghiệm và bí quyết làm đẹp trong ngành đến với các chị em nhà phân phối mỹ phẩm miền Bắc. Nếu bạn là chủ spa đã bỏ lỡ qua hội thảo Sales Marketing Spa vào ngày 24 tháng 8 năm 2017, vẫn còn một cơ hội nữa cho bạn. Một khóa học chuyên sâu, chỉ chuyên dạy thực hành về Sales Marketing 3 ngày dành cho các đại lý. Hãy inbox với chúng tôi để biết thêm chi tiết. Xin chào và xin hẹn gặp lại.